lan thì ta. Chào mọi người nha. Hôm nay đi lại đi cấy ruộng bậc thang mọi người. Hiện tại là mấy anh chị em đang nhổ mạ. Xong mạ thì mới đi cấy nha mọi người nha. Hiện tại đã là 9 hơn 8 giờ. Đấy, ruộng ở trên đồi thì đi rất là xa. Nên là xuất phát từ nhà đêm ra. Rất là lâu mọi người. Nên đến đây đã toát hết mồ hôi. Đây, người ta đã thả cái con gà đấy. Đấy. Ta là mọi người đã nhổ hết mạ rồi mọi người. Đây nhổ hết mạ rồi. Bây giờ vắt xuống để trồng với mọi người. Vắt xuống để cấy thôi. Đây đây cái cửa này là cơm trưa mọi người nhé. Thế người ta làm cơm trưa người ta đến ruộng ăn. Đến trưa không phải về nhà nữa, ăn ngay tại ruộng. Hiện tại là mấy anh em đang đi bừa mọi người ạ. Bừa một lần xong là đắp bờ xong bây giờ lại bừa lại một lần nữa thì mới cấy mọi người. Để bây giờ thằng em đang bừa lại thì được xong để mạ đây nhá mọi người nhá. Đấy mình để mạ ở dưới này cho cái bao này. Thế bừa xong thì mình lấy cái mạ này ra để cấy. Đây cái tán đi của bờ ruộng rất là cao này nhé. Tức là phải bừa để giữ lên. Để bừa để giữ lên thì vừa kéo mái lên trên kia là bừa hết thì mới bắt mái về nhà mọi người. Bờ nước rất là đầy. Đấy. Đây, tại thằng em vừa vác thêm một cái bao mạ này lên nha mọi người nhé. Đây. Đây. Vác thêm một bao mạ này nữa. Một bao ở trên, một bao ở dưới mọi người ạ. Mình cấy xong cái bao ở dưới này là lên trên xong là mới cấy tiếp cái bao ở trên mọi người. Còn man vào một chỗ thì rất là khó mang đi mang lại, rải rác. Anh này đang bừa mọi người, bừa xong thử ở dưới. Mấy cái thử ruộng ở phía bên kia là người ta cũng đang bừa mọi người nhé. Đang bừa lần một thôi. Đấy, không có nước mọi người ạ. Không có nước nên là đang bừa lần một để đắp bờ xong mới bừa lần hai mọi người. Mấy cái kia đang thiếu nước khô lắm. Đây tại còn rất nhiều ruộng đang thiếu nước. Đây hiện tại có một chị đang xuống đây mọi người. Đấy, có nhiều chị đang vừa nhổ mạ xong đang xuống đây mang mạ xuống để cấy mọi người.
vừa mới vừa xong nên là nước đang rất là độc mọi người. Cái thửa ở dưới có mấy bọ mạng kia là đã bừa xong rồi nhưng mà nước đang rất là đục, đang đợi một lúc nữa thì nước trong thì mới cấy, bởi vì nước đục thì cấy thì cây mạ nó không sống chậm em mọi người, và hai đứa chết. Đấy, đợi nước trong xong mới cấy. Rồi có anh này là đang đi xỉa những chỗ bằng mái không đi vào được. Đấy. Thế mấy anh chị em đang đợi một tẹo nữa mọi người, đợi một tẹo nữa nước bừa xong, nước trong một tí thì mới cấy mọi người, bởi vì sáng nay thì máy bị hỏng, đang đi sửa máy móc nên là bây giờ mới đưa được máy xuống ruộng để bừa. Nếu mà máy không hỏng thì đã bừa hết một nửa rồi mọi người ạ. Mấy anh chị em đã nhổ hết mạ rồi mà vẫn chưa có ruộng để cấy, chưa bừa xong thì đợi một lúc nữa. Đấy, đợi một lúc nữa thì mới bừa. Đây cho mọi người xem này, những cái bờ ruộng, tản ly ruộng rất là cao. Đây có những cái tản ly rất là cao mọi người nhé. Đấy, ở trên này toàn đồi núi, không có đồng bằng như ở dưới xuôi ấy, thì người ta tận dụng những cái nương ngô để làm ruộng thôi. Người đang thiếu nước. Đây cái chi bên này, cái chi đây đang đi thả nước mọi người ạ. Cái chi này đang đi lấy nước để cho ruộng, nước đang rất là khô đấy. Đây đang ở dưới chân dốc, nhìn lên trên là toàn đồi, là đồi mọi người, rất là dốc luôn. Đấy, toàn những khóm tre xa xa trên tít trên kia.
đấy, mấy cái thửa ruộng giáp nhau ấy, cái thửa trên so với cái thửa dưới thì nó rất là cao như thế này mọi người, rất là cao luôn. Đây hai vợ chồng bên này cũng đang, hai mẹ con đang bên này cũng đang lấy nước để cho cái anh chồng bừa. Không có nước, anh chồng vừa mới bừa được một thửa ở trên cao thôi mọi người ạ. Đấy, đây, thằng con đang lấy nước này này. Đây, cao chưa? Mọi người phải kéo máy lên này mọi người, đây này. Để xem cho mọi người xem, mấy anh em kéo máy lên, rất là cao luôn này. Thay nhau mọi người ạ. Thay nhau là một mình vừa là tí nữa rất là mệt. Ở dưới này là một cánh đồng ruộng mọi người ạ. Đây một cái cánh đồng ruộng, tít ở dưới có con đường bê tông này. Đây, đây mấy chị em đang bắt đầu cấy cái thửa trên này. Đây hai anh em đang cho máy lên mọi người ạ. Đây mấy chị em đang cấy ở đây nhé. Nước hơi trong một tí. Trong thử cấy ở đây nhé. Xem cái bây giờ mình tranh thủ mang mã đi cho mọi người cấy mọi người, tranh thủ mang mã đi cho mấy anh chị em cấy. Bây giờ đang buổi trưa mọi người nhá, gió rất là to. Bên này cũng còn rất nhiều ruộng chưa làm nên mọi người. Rồi, hiện tại là mấy anh chị em chuẩn bị ăn cơm trưa nha mọi người nha. Ô chịt tỏ
bây giờ ra ăn cơm trưa xong mọi người. Mấy anh chị em chuẩn bị lại tiếp tục đi cấy. Ăn cơm trưa xong nghỉ trưa. Bây giờ mấy chị em tiếp tục đi cấy mọi người. Đi rất là dốc mọi người. Mình quay cho mọi người xem đi. Hơi dùng. Đấy. Bên kia thiếu nước từ sáng nay đến bây giờ, vừa mới bừa được một thửa ruộng mọi người. Thiếu nước rất là nghiêm trọng. Thế hàng đó phút tài thấy biết thiếu gì sao. Ta chỉ giúp cho nó đây. Nó sẽ chơi cho